cho nó hai ly nè. Tôi cái vàng nè, có nha. Vàng nha. Từ từ. 1 2 3 come on. Chào cả nhà, bữa nay trở lại kênh mình nha cả nhà. Bữa nay có cái món đặc biệt để cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà không nhớ ủng hộ kênh nha mày cả nhà. Hôm nay mới mua được con vịt. Chặt ra từng khúc nha cả nhà. Giờ mình ốp chao mình nướng nha. Muối đường một ngọt bỏ đi chung hết này. Thank you.
Cho con vô rửa sụp này. Cái tiếp giao nữa cả nhà ơi. Vô hộ kinh cho mình nha. Radio.
chạy ngay chỗ đó hoài luôn chạy. Ờ chạy luôn cái gì. Chạy to lắm. Có chân gà nữa. The Bluetooth device is connected successfully. Kết quả cho mà em có cái gì?
mình dùng trước thôi nha. Đảo ba cho nhanh nè. Đảo ba cho nhanh nè. Giang ăn cái nhà. Muối nước chanh ăn cái nhà. Muối nước chanh hả? Mời nhà nha. Cho nhanh mà. Xong mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Nhanh lên nó cầm cho nó hai đi nè. Tôi có vàng à, có nha. Vàng nha. Thôi từ từ từ. Rồi vô bút ly đi. Cầm vô đi. Vô đây. Ngon quá. Ngon vậy mày thấy đi. Đẩy vô uống nho nè. Mình có ba đổ ra đi. Chứ tại không à. Sáng chùa. Sáng cho nhà ở đỡ đâu. Vô mình rửa mặt mới đủ tấm lá mày chào đồ. Này trứng gà cả nhà. Quay gì mày mày nuốt nước miếng vậy mày? Khó đang thôi quay mà nuốt nước miếng trời nữa này. Thấy bà đang nó nuốt nước miếng rồi chưa? Cái đó làm nhà. Những gà sẽ tắt á. Mua. Bụng mẹ mồ cỡ đó. Bụng quá không đi làm đã giờ chết nữa rồi. Tại sao không kêu ông vô bố mày qua cho ông ăn chứ? Cha ông cho nghỉ nhậu rồi. Bỏ nó ngủ vậy ta? Bỏ ngủ rồi. Bỏ tới cục kẹo rồi. Đúng rồi. Ừ. Nguyên gót rồi ra, ngồi ăn con. Ừ, ngồi đi. Vô. Cứ gai đầu ngồi hả? Trên dần. Ừ? Trên dần. Nhảy nhảy qua đó, ngồi đây. Ừ. Tỉnh đâu, nóng với bà không tỉnh đâu. Được, để em về quê em coi còn ngủ vững đỉnh không. Sao sao ngon không? Ớt không? Ngon, nhức nách luôn. Tự nhiên mấy kia lạc lạc tự nhiên có cái. Bữa đó anh mới về lại cái nói chuyện với mèo, cái vợ nó tưởng nói chuyện ngay nhìn lên nói chuyện với mèo. Là trời luôn. Ờ, vậy khi em nói chuyện trong nhà. Ăn gian cho em ăn, trời ơi trời. Mày ăn đi gấp đi Phương. Tự nhiên ăn gian đi. Với em ngoài có gì đâu ngại. Đợt nuôi chim nữa. Đợt nuôi chim nữa. Đợt nuôi chim nữa. Đợt nuôi chim nữa. Em nuôi nhiều lắm, em nuôi chồng mèo rồi cái em đi chống dịch cái em bỏ hết. Chứ em đi làm. Làm đi em. Thả rồi. Ừ, bữa thả qua đây nè. Vừa vừa không mua quá trình ba chim cho chồng mèo rồi anh kìa. Có mấy triệu bạc có chuồng cây nữa mà cho người ta. Bạn chứ còn nhỏ tuổi à. Tôi nể mấy tuổi. Không biết. Lúc mới lên nó tưởng là chồng mà cho nó đưa em đâu. Ủa già gì duyên nợ biết đâu lớn gì,
lớn già tuổi sao bình thường. Chị em hả? Chị em. Vợ chồng nữa hả? Chị em buộc cái trai đó trùng hồng hả? Tưởng, bữa giờ mình tưởng vợ chồng luôn á. Mua lên không? Tưởng vợ chồng luôn. Nãy giờ ngồi ra không tưởng vợ chồng luôn. Chị em rồi. Cái đó thì mình mua ghế. Cái gì? Ngu ngu.